Ra mắt vào đầu năm 2022, bộ phim Anna, tiểu thư dựng chuyện nhanh chóng gây bão trên toàn cầu nhờ nội dung vô cùng thú vị và hấp dẫn. Được dựa trên câu chuyện có thật, bộ phim kể về cô gái lừa đảo từng khiến giới báo chí xỉ ngang vì khả năng lừa đảo thần sâu, khiến giới tinh hoa ở New York cũng phải quay cuồng. Hãy cùng mình tìm hiểu xem, bộ phim về nhân vật này có thật sự hấp dẫn như lời đồn hay không nhé. Lấy bối cảnh vào năm 2017, khi văn phòng ủy viên công tố quận Manhattan công bố bản cáo trạng của Anna về loạt tội danh gây sốc. Ngoài các bài báo nhỏ khi cô bị bắt, câu chuyện về Anna lúc bấy giờ vẫn chưa được bất kỳ tờ báo có tiếng nào bóc tách, phân tích và vạch trần. Cho đến khi nhà báo Vivian biết về nó, lo lắng trước nguy cơ mất việc vì mắc một lỗi nghiêm trọng với tòa soạn và sắp phải nghỉ dài để sinh con, cô quyết định theo đuổi vụ lừa đảo của Anna với hy vọng có thể vực dậy sự nghiệp. Vivian đến gặp Anna. Anna cho rằng bản thân chỉ gây dựng sự nghiệp, chứ không hề có ý định lừa lọc ai. Và cô ta cũng đồng ý kể lại câu chuyện cuộc đời mình cho Vivian, với điều kiện nữ phóng viên phải giúp cô trở nên nổi tiếng. Sau đó, Vivian lần theo các nhân vật được nhắc đến, với quyết tâm tìm hiểu sự thật đằng sau câu chuyện. Anna là một người vô cùng tinh tế và khéo léo. Phong thái tao nhã, tài năng ăn nói đỉnh cao, cộng với gu thời trang sành điệu hợp thời, cô khiến nhiều người giàu tin mình là con gái một gia đình giàu có ở Đức, sở hữu quỹ tín thác cách xù. Anna thường lang thang tại các triển lãm nổi tiếng, tỏ ra là người có tiền, có gu và phóng khoáng. Một hôm, Anna đến triển lãm tranh lớn nhất ở New York. Sau đó, cô cố ý nói về nghệ thuật trước mặt một nữ doanh nhân giàu có Talia. Khi Talia định mua bức tranh trước mặt, thì cô lại bày ra bộ mặt khó coi. Cô nói, thứ đáng tiền nhất ở đây là bức ảnh tĩnh phía sau. Talia cảm thấy rất được cười, ai lại bỏ ra 5.000 đô la mua một bức ảnh tự xứng chứ. Nhưng những gì mà Anna nói đều là những kiến thức chuyên môn đỉnh cao, khiến Talia suýt nữa đã cho rằng Anna là nhân viên phòng tranh. Anna lại không quan tâm mà nói, tôi từ trước tới nay chưa từng làm việc. Bởi vì cô muốn cái gì, thì bố cô sẽ giúp cô mua cái đó. Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, một người phụ nữ kiêu hãnh và thời trang, hình tượng thiên kim đại tiểu thư, cứ như vậy mà được dựng lên. Từ danh tiếng ảo do bản thân ngụy tạo nên, cô đã kết giao với một doanh nhân trẻ. Quen biết còn chưa được một tuần, hai người đã xác nhận quan hệ yêu đương. Cô bắt đầu đi du lịch khắp thế giới. Dấu chân của cô có mặt ở khắp nơi từ San Francisco đến Berlin, Paris. Mỗi một nơi mà họ đến đều trở thành địa điểm check-in nổi tiếng. Anna rất thích ở các khách sạn khác nhau, nên Jay đã cùng cô đi rất nhiều các khách sạn trên thế giới. Jay tự tay thành lập một công ty về phần mềm ứng dụng, từ đó mà thu được một khoản tiền lớn. Anh ta dùng số tiền đó chi trả tất cả các khoản phí du lịch của hai người. Sau khi biết Anna có quên Talia, mà bà ấy lại đang đi nghỉ trên chiếc du thuyền của Hendrik, một ông trùm công nghệ, thì Jay rất phấn khích. Anh ta muốn qua chào hỏi một chút, thuận tiện gọi vốn đầu tư. Nhưng Anna lại giả bộ bản thân đang gặp khó khăn, nói bố cô gần đây không vừa ý với cô, nên ông ấy đã khóa thẻ ngân hàng của cô. Jay căn bản không có chút hoài nghi, lại một lần nữa thanh toán tất cả chi phí. Sau đó, bọn họ thành công được Talia mời đến bữa tiệc trên du thuyền. Nhưng những doanh nhân khác đều cảm thấy bán hàng trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi rất chờ chẽn. Thấy bạn trai bị từ chối, Anna biết đã đến lúc mình phải ra tay. Cô nàng giả danh thiên kim này chỉ nói vài câu, đã khiến một doanh nhân lớn ở New York tiêu 1 triệu đô la cho cô. Anna bình tĩnh đứng dậy, vừa mở miệng đã mạo phạm ông ta, nói ông ta chỉ biết tuân thủ theo quy tắc. Ông doanh nhân lần đầu tiên bị nói như vậy, lập tức có hứng với Anna. Nhân cơ hội đó, Anna nói đến lịch sử phát triển của Facebook. Năm đó, khi cô thuyết phục bố đầu tư vào Facebook, thì bố cô lại cảm thấy cô hồ đồ. Nhưng sau đó Facebook đã phát triển rất mạnh mẽ, bố cô cứ vậy mà bỏ lỡ thương vụ bạc tỷ. Biểu cảm của Anna rất chân thực, giống như cô thật sự có một ông bố siêu giàu vậy. Cô nói với ông ta, cái app ghi lại ước mơ của bạn trai cô, có thể thu thập dữ liệu về ước mơ của người dùng. Từ đó phân tích tâm lý của người dùng, bọn họ có thể bán những dữ liệu đó cho những công ty cần nó, nhất định sẽ thu được một khoản lớn. Lời nói hùng hồn của Anna đã nhận được lời khen ngợi của ông ta. Coi như cô giỏi. Cứ như vậy, Anna đã kéo được vốn đầu tư cho bạn trai. Người cô tỏa ra một nguồn năng lượng rất lớn, giống như một bông hoa đang nở rực rỡ vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng Anna không biết thế nào là đủ. Mấy ngày sau, bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, nhưng cô và bạn trai vẫn ở trên du thuyền của người ta chơi đùa. Thậm chí còn chơi vài ngày. Điều này khiến Talia rất tức giận. Bà ta gọi điện mắng cho cô một trận. Làm gì có ai lại ở lì trên thuyền của người khác khi chỉ là khách của khách chứ? Trong khi Hendrik, chủ nhân của chiếc thuyền đã rời khỏi đó 5 ngày rồi, lại còn ra lệnh với nhân viên của thuyền như thể người của mình, hành vi đó quá là tồi tệ. Talia cảm thấy rất mất mặt khi khách mà mình mời tới lại như vậy. Talia nghĩ gia đình Anna là một gia đình giàu có, được giáo dưỡng từ nhỏ, sẽ không làm những chuyện thấp kém như vậy. Nhất định là bạn trai của Anna đang muốn lợi dụng cô. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cho dù là Anna hay bạn trai của Anna đều không hề xin lỗi bà một câu. Hai người cứ như vậy mà cắt đứt mối quan hệ với nhau. Sau khi rời khỏi du thuyền, Anna và bạn trai trở về Paris. Hai người bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Anna trách bạn trai đã hủy đi mối quan hệ giữa cô và Talia, khiến cô bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Còn nói anh ở bên cô chính là vì tiền của cô. Jay rất tức giận. Từ trước tới nay, từ khoản lớn đến khoản bé,
đều là do anh bỏ tiền ra. Thậm chí đến chai nước, Anna cũng chưa từng mua. Hai người cãi nhau một trận lớn, rồi chia tay trước cổng tuần lễ thời trang. Buổi tối, Anna đã cùng với thiết kế thời trang tên Veo hẹn hò. Sáng sớm hôm sau, Jay gọi điện cho Veo, mong anh ta giúp mình xem hộ chiếu của Anna. Bởi vì Jay luôn cảm thấy thân phận đại tiểu thư của Anna là giả. Veo cảm thấy anh đang kể chuyện cười, ai mà không biết Anna là một cây ATM biết đi. Veo không hề giúp Jay xem hộ chiếu của Anna, bởi vì anh ta thấy Jay còn đáng nghi hơn. Cho đến khi quản lý của khách sạn chặn hai người lại, yêu cầu Anna lập tức thanh toán phí nhận phòng. Vì các thẻ của cô không dùng được một cái nào, cô liền lấy lý do thẻ tín dụng bị lỗi hoặc ngân hàng từ châu Âu chuyển tiền chậm. Phía khách sạn đã khóa phòng và hành lý của bọn họ lại. Khi Veo bảo cô hãy liên lạc với bố, bố cô có thể giúp cô giải quyết vấn đề. Anna lúc này mới lộ ra vẻ mặt khó khăn. Cô ngồi ở cầu thang khách sạn, không ngừng giải thích bố cô đã cắt tiền của cô rồi. Nhưng lúc này, nói cái gì cũng là vô ích. Khách sạn mà cô ở là khách sạn đắt nhất thành phố, cho dù có cả sạch thẻ của cô, cũng không đủ trả tiền phòng. Cuối cùng, vẫn là bạn trai cũ mới chia tay hôm qua của cô đến trả tiền. Veo từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng Anna như vậy. Một người bình thường vốn rất sắc bén như anh có chút sụp đổ, nghĩ thế nào cũng thấy rất khả nghi. Trong lúc nhận hành lý, anh ta đã lén xem hộ chiếu của Anna, phát hiện họ của cô không phải cái họ hoàng gia mà bình thường cô hay nói, mà lại là họ thường thấy ở nước Nga. Anh đã nói chuyện này cho Jay, nhưng Jay lại lựa chọn làm hòa với Anna. Không những thế, anh ta còn đưa thẻ của mình cho cô tiêu xài. Cầm tấm thẻ đó, Anna xách chiến lợi phẩm của mình về. Sau khi về khách sạn, Jay tra hỏi thân phận thật của cô. Anna lập tức trở nên tức giận. Để che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng, cô còn nói đến lý tưởng của mình. Cô nói bản thân đang xây dựng một câu lạc bộ cho những nhà nghệ thuật nổi tiếng và giới thượng lưu giao lưu. Cô muốn dùng thực lực để chứng minh bản thân. Cô không dùng thân phận thật chỉ vì cô không muốn người khác cho rằng cô là một người chỉ dựa vào bố. Lời nói vô lý như vậy mà Jay vẫn có thể tin được. Anh không có cách nào từ bỏ Anna. Một cô gái xinh đẹp thông minh như cô lại còn vô cùng cao quý. Không những vậy, cô còn có một quỹ tín thác khổng lồ. Chỉ cần đợi cô 25 tuổi, cô không cần nỗ lực cũng có thể đi tới đỉnh cao của đời người. Anna hiểu rõ thân phận giả của bản thân. Cái gì mà xuất thân từ một gia đình cao quý, quỹ tín thác cách xù gì đó đều là do cô biên soạn ra. Chay chỉ vì muốn đợi cô 25 tuổi, lợi dụng quỹ tín thác đó của cô để vươn lên giới thượng lưu. Nhưng Anna nếu vẫn muốn duy trì cuộc sống của một tiểu thư quyền quý, thì cô chỉ có thể phụ thuộc vào Chay để đi nói dối. Công bằng mà nói, ngoại trừ việc không có tiền, Anna thật sự giống một tiểu thư nhà hào môn. Cô giỏi 7 thứ tiếng từ Anh, Pháp, Đức, Hoa, Tây Ban Nha, vân vân. Cô rất có bản lĩnh, còn là một thiên tài toán học và kinh doanh. Dựa vào tài hoa và năng lực của mình, cô đã lừa được rất nhiều người giàu, biến họ trở thành công cụ cho cô. Từ những lời lừa gạt ban đầu, cuối cùng trở thành một cuộc lừa đảo. Cô tiểu thư giả danh này, dựa vào các tác phẩm nghệ thuật lớn, thành công gia nhập giới thượng lưu của New York. Nhưng cô không hề cảm thấy đủ, bởi vì cô muốn thành lập một thế giới nhỏ, sang trọng và quý phái, sau đó kéo những người có tiền trở thành hội viên của cô. Như vậy, cô có thể đứng ở đỉnh kim tự tháp rồi. Nhưng muốn làm được điều đó, cô cần có một số tiền khổng lồ. Mà bản thân cô, đến tiền phòng ở một đêm trong khách sạn cũng không có mà trả. Mà việc thành lập câu lạc bộ phụ thuộc phần lớn vào độ nổi tiếng của người thành lập. Mà danh tiếng của Anna còn không cả so bì được với cho tàn. Có rất nhiều người không biết Anna là ai. Có thể thấy, sự nghiệp của Anna mới bắt đầu đã không thuận lợi. Mà bạn trai cô dưới sự giúp đỡ của phu nhân Noza đã có thể nhẹ nhàng kiếm được khoản đầu tư 1 triệu đô la. Điều đó khiến Anna động tâm. Cô muốn lợi dụng danh tiếng của Noza để thành lập quỹ tài trợ. Nhưng cô đã xem nhẹ những người giàu rồi. Cô cố ý đứng trước bức tranh mà Noza bán đấu giá, nói những kiến thức về nghệ thuật mà cô biết với bà. Sau đó, lấy được cơ hội cùng bà ấy đi dạo phố. Mà những người bình thường đi uống trà cùng bà đều là những chị em tốt của bà. Nào là người nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất, người phụ nữ thay đổi xu hướng thời trang, người đạt giải Emmy đều là khách mời của bà ấy. Cô muốn dùng khẩu hiệu phụ nữ giúp phụ nữ để thuyết phục Noza gia nhập quỹ tài trợ. Nhưng cô chỉ vừa mới mở miệng nói, Noza đã đáp lại một cách hờ hững. Sau đó bà vứt cô qua một bên, chuyên tâm vào việc chọn quần áo. Mà bạn trai cô, người duy nhất cô có thể hy vọng, lại nói anh ta phải đi Berlin diễn thuyết. Anh ta còn không định đưa cô đi. Anna bắt đầu sốt ruột. Cô hỏi vậy ai sẽ giúp cô xử lý quỹ đầu tư. Chơi liền hứa sẽ giúp cô vay tài khoản. Thứ mà Anna thiếu nhất chính là tiền, nhưng cô vẫn ra vẻ bản thân rất giàu có, mà nặng nhẹ với anh. Nếu như thứ em cần là tiền, thì em đến chỗ bố lấy là được. Thứ em cần là thứ thuộc về bản thân mình. Sau khi Chơi rời đi, Anna chỉ có thể ôm chân phu nhân Noza và tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu. Nhưng dù sao cô vẫn là một người ngoài, ngồi ở một góc không ai thèm để ý. Khi Noza đến tìm cô, cũng chỉ là muốn cô giúp bà đi lấy đồ ăn mà bà đã đặt. Lúc này Anna vô tình biết được buổi diễn thuyết của Jay ở Berlin đã bị hủy. Nhìn trang mạng xã hội của anh ta, cùng những bức ảnh phong cảnh và đồ ăn đã được đăng trong 2 ngày gần đó, Anna vô cùng tức giận. Mà Jay cũng không nhận cuộc gọi video call của Anna. Sau khi lời nói dối bị phơi bày,
anh ta đã ngắt điện thoại của cô. Tối đó, Anna đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại, nhưng bên đó không có ai nghe máy. Cho đến khi Anna tìm đến công ty của Jay, lúc này cô mới phát hiện một người chuyên đi lừa người khác như cô, lần này lại bị người ta lừa. Hóa ra, bạn trai giàu có của cô lại là kẻ nghèo nhà ở nông, thôn bị Anna vạch trần thân phận, Jay không bình tĩnh nổi. Anh ta vội xin cô đừng nói chuyện này cho phu nhân Noza, bởi vì bà ấy có một người bạn, 2 tuần sau sẽ đầu tư cho anh ta 2 triệu đô. Đến lúc đó, hai người có thể chia đều khoản tiền này. Anna bề ngoài đồng ý, nhưng quay về lại bán đứng Jay. Cô nói tình hình thực sự của công ty anh ta cho Noza nghe, khiến anh ta mất đi niềm tin của Noza. Vài tháng sau, Anna chuyên tâm nịnh nọt Noza, cuối cùng được giới thiệu đủ người nổi tiếng. Dù cô ấy là kẻ giả mạo, nhưng dưới sự hỗ trợ của Noza, cũng là kẻ giả mạo rất vàng. Đến khi Noza nhận được điện thoại của ngân hàng, nói thẻ của bà gần đây tiêu rất nhiều khoản không bình thường. Lúc này bà mới biết, mấy tháng nay Anna luôn dùng thẻ của bà. Anna hay đi những cửa hàng xa xỉ, mua đủ loại quần áo trang sức nhưng toàn dùng thẻ của Noza. Bởi vì bình thường cô hay giúp bà ấy mua đồ, cho nên chủ cửa hàng không nghi ngờ gì. Sau này Anna thay đổi hẳn, mỗi đồng tiền tiêu đều lấy từ thẻ của Noza. Vài tháng ngắn ngủi, cô đã tiêu tới 400.000 đô la. Lúc phát hiện ngân hàng đã gọi điện cho bà ấy, Anna lập tức thu dọn đồ, mang những thứ xa xỉ chạy mất. Càng tức hơn là, trước khi cô ta đi, còn lấy danh nghĩa Noza mua một món hàng xa xỉ cuối cùng làm quà tạm biệt. Nhìn tiêu bản khổng tức xa xỉ được đưa đến nhà, Noza tức đến bốc khói. Cứ thế, Anna mặc những món đồ xa xỉ mua bằng thẻ của Noza, lợi dụng những người quen biết được từ chỗ bà ấy. Giữa những miếng bánh lớn trong xã hội thượng lưu, cô nhìn chúng một tòa nhà đắt giá nhất New York. Cô tiếp tục lấy danh nghĩa bố mẹ quý tộc, muốn có một phòng trà, còn phải phục vụ món ăn kiểu Đức. Thứ Anna nhìn chúng vốn là một tác phẩm nghệ thuật, tiền thuê mỗi năm 4 triệu đô, lại thêm phí sửa chữa và đủ loại phí khác. Dự tính gần 40 triệu tiền vốn, Anna sẽ dùng thủ đoạn gì để lừa gạt khoản tiền này đây? Cô ấy là một người nghèo, lại dựa vào bản lĩnh lừa gạt hơn người, triệu tập một nhóm nhà tư vấn hàng đầu, tạo nên một đoàn đội trong mơ. Anna chuẩn bị vay 40 triệu đô, bao trọn tòa kiến trúc hoàn mỹ nhất New York, bắt đầu con đường khởi nghiệp của cô. Nhưng cô không có gì cả, chỉ có một cái miệng biết bốc phét. Ngân hàng không cho cô vay, thì cô nói mình là con nhà siêu giàu. Gia đình còn có quan hệ với hoàng gia, quỹ tín thác có 60 triệu đô. Nhưng tài sản đều ở Đức, tạm thời không dùng được. Tiền bạc lưu động giữa những người giàu đều dựa vào quan hệ và giới thiệu. Muốn vay tiền thành công, cô phải có một người bảo đảm đủ mạnh. Thế là Anna nhắm vào Alan, người đầu tư tiền. Cô phát hiện ông ta có đứa con gần tuổi cô, chớp mắt linh cảm ập đến, bắt đầu lừa gạt. Cô giả vẻ đáng thương, nói mình có tài hoa và mắt nhìn, có quỹ tín thác lớn, có đoàn đội tư vấn hàng đầu. Mọi người đều vì vẻ ngoài non nớt của cô không nghi ngờ gì, cho cô qua. Cô hỏi Alan, nếu như con gái ông sau này ra xã hội gặp khó khăn, sẽ cảm thấy thế nào? Điều này đã thành công chạm đến ông ta. Sau đó, cô lấy từ trong túi ra thiệp mời dự tiệc, mời ông ấy đến gặp đoàn đội tinh anh của cô. Thiệp mời bị vứt trên bàn, dáng vẻ thiên kim tiểu thư rất tròn vai, khiến Alan không thể từ chối được. Không thể không nói, Anna thật sự rất tài giỏi. Trên bữa tiệc toàn người giàu có, họ giới thiệu càng nhiều người giàu có cho cô hơn. Còn cô chỉ dựa vào tài bốc phét đã trở thành trung tâm của đám người. Trước khi cho vay tiền, ngân hàng cần điều tra tư liệu khách hàng cẩn thận để xem người đó có đủ tư cách thành khách hàng của họ không. Anna không một xu dính túi, vậy mà lại có thể thông qua kiểm tra của Alan. Ông ta nghĩ đến những người giàu có bên cạnh cô, họ chính là nguồn tiền không ngừng. Ông ta nghĩ nếu Anna thực sự thành công, thì chớp mắt thu nhập từ triệu đô sẽ thành chục triệu đô. Lương của ông hiện giờ là 2.000 đô, còn phải tính cả tiền lương trợ lý. Nhưng ông ta chưa nhìn được đồng tiền nào, đã làm việc cho Anna 200 tiếng, giống như bị tẩy não vậy. Ông ta tin Anna sẽ thành công. Mà cái người gọi là người quản lý tài sản ở Đức của Anna trả lời được rất nhiều câu hỏi chuyên môn, tài liệu cung cấp cũng rất đầy đủ. Hiện tại, vay tiền đã bước vào giai đoạn phê duyệt, mà trên thực tế, quản lý chính là Anna. Cô tiêu 100 đô mua một số điện thoại giả, thiết lập địa chỉ IP ở Đức, rồi dùng phần mềm đổi giọng, mạo danh làm quản lý. Bởi vì có bản lĩnh nhìn là không quên, nên cô nói kiến thức chuyên môn rất rành rột, thành công lừa được Alan. Thực lực của Anna không chỉ có vậy, mà cô còn trộm được một máy bay tư nhân. Theo quy định, khi không nhận được tiền thì máy bay không thể bay. Nhưng Anna đã đem theo vài nhân vật có tiếng tăm lên máy bay, còn vô cùng kiên định nói với nhân viên tiền cô đã trả rồi. Nếu như không nhận được thì xác định lại một lần. Sau đó giả như không sai, lấy lý do cần đi hội thảo, cứ thế không tiêu một đồng tiền nào, khiến máy bay cất cánh không ai nghi ngờ. Dù sao, con nhà giàu tiêu tiền hào phóng rất bình thường. Cho dù không nhận được tiền, mọi người cũng nghĩ là cô sơ ý, tiền nhất định sẽ trả. Đây mới chỉ là món khai vị của Anna, chiêu tuyệt hơn còn ở phía sau. Cô gái này nghèo nhưng lại ở khách sạn 5 sao, kiêu ngạo hơn bất kỳ ai. Tùy tiện cho tiền bo cũng là hàng trăm đô. Thần tài tới gõ cửa, phục vụ nét không thể không đến tiếp đón. Để nịnh nọt Anna, cô ấy lấy tiền túi tặng Anna chai sâm banh giá 400 đô. Vì vậy mà có cơ hội phục vụ Anna. Nét trộm nhìn tài liệu mà Anna bảo mình đi in, phát hiện nó không đơn giản. Trẻ vậy đã mở quỹ tài trợ, còn thuê cả tòa nhà khí chất nhất New York.
Anna rất thích chen hàng, nhưng cũng rất thích trò tiền bo. Mỗi lần giúp Anna một chuyện, Ned ít nhất cũng được $100. Vì vậy, Ned tin rằng xuất thân của Anna không tầm thường, coi Anna là khách VIP. Cứ thế, Anna nhận được đủ lời mời, đi vào khu khách VIP, vĩnh viễn không lo không có chỗ. Mà chỉ trong một tuần, tiền bo Anna cho Ned cộng lại đã là một khoản lớn. Ned làm việc nhanh nhẹn, còn rất biết nhìn sắc mặt. Khi Anna bị đàn ông quấy rối, lại không vạch mặt đối phương mà từ chối, Ed thường tìm được lý do khéo léo, giúp Anna thoát thân. Cứ thế, cô ấy lọt vào mắt xanh của Anna, còn được Anna mời tham gia bữa tiệc thượng lưu. Ở đây toàn các công tử, người mẫu, ca sĩ, những người mà Ned nằm mơ cũng không nghĩ tới được gặp. Tiết mục thanh toán cũng rất kích thích, mọi người ném thẻ tín dụng lên bàn, để Anna tùy ý lấy một cái thẻ. Lúc bắt đầu, Ned chỉ muốn Anna trả tiền bo. Nhưng bây giờ, cô ấy muốn Anna thành bạn của mình. Anna cũng rất rộng lượng, mua quần áo cho Ned, mời cô ấy đi sông hơi. Còn bỏ $4,000 thuê một huấn luyện viên cùng bạn bè rèn luyện thân thể. Ned tin Anna thực sự là con nhà giàu. Từ đầu đến chân, cô đều là đồ xa xỉ, mỗi ngày tiêu cả $1,000. Còn thuê một tòa nhà khí chất, luôn mang theo một tập tài liệu phức tạp. Có đầu óc kinh doanh ưu việt, nếu như không phải con nhà giàu, sao có thể hiểu được. Một hôm, Ned chào hỏi với con trai ông chủ, phát hiện Anna không ở phòng hành chính. Theo như Anna nói, nếu như cô ấy thực sự là bạn ông chủ, nhất định sẽ được ông chủ tiếp đón ở phòng hành chính cao cấp hoặc phòng tổng thống. Nhưng từ khi Anna vào ở đến giờ chưa từng trả tiền phòng, số tài khoản ngân hàng cũng không dùng được. Lúc thanh toán bữa tối, Anna cũng không quẹt được cái thẻ nào. Cô vẫn dùng cái cớ cũ, nói trong thẻ không thể không có tiền, nhất định là máy post có vấn đề. Cuối cùng vẫn là Ned, một nhân viên quản trả tiền cho cô. Bạn trai nhắc nhở Ned đừng để bị Anna lừa. Chút tiền bo Anna cho cô ấy, một bữa tối nay đã dùng hết rồi. Hôm sau, Ned lại hỏi Anna thanh toán thẻ tín dụng. Anna kéo cả đống người ra, nhưng vẫn không thanh toán cho cô ấy. Các hóa đơn tích lũy ngày càng nhiều, khoản thanh toán đã lên đến $34,000. Điều này khiến Ned cảm thấy kỳ lạ. Một người phụ nữ trên người toàn hàng hiệu, còn tự bỏ tiền thuê cả một tòa nhà lớn. Làm sao có thể không thể trả nổi tiền cho khách sạn chứ? Sau khi điều tra, Ned mới biết, Anna hoàn toàn không thuê tòa nhà đó. Vì tiền phòng nhiều lần bị trì hoãn, thẻ phòng của Anna bị khách sạn thu lại, nên không thể quay về phòng để thu dọn đồ đạc. Ned cũng không biết đêm nay cô ấy sẽ ngủ ở đâu. Đến sáng sớm ngày hôm sau, ai nấy cũng đều bất ngờ khi Anna đã thanh toán tất cả các chi phí. Sau khi thu dọn hành lý xong, Anna vô cùng tự đắc, kiêu hãnh rời đi. Không đến 2 ngày sau, Anna cùng các bạn của mình ngồi trên con xe vài tỷ chạy đến Maroc, bắt đầu một chuyến đi sang chảnh của những người giàu. Bọn họ mỗi ngày sống trong khách sạn nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới. Bên trong mỗi một tòa nhà lại có một sân vườn riêng. Ngày ngày họ đều đi massage, đánh tennis, tập yoga. Anna thậm chí còn thuê cả một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để anh lưu lại những hoạt động về hành động khởi nghiệp của mình. Huấn luyện viên thể hình này có vẻ lạ nước lạ cái, đã nằm lì trên giường 6 ngày qua. Bởi vì cơ thể không thoải mái, nên Cơ Si chỉ có thể về nước trước. Một tuần sau, Anna gọi điện tới, vừa khóc vừa nói rằng mình bị cướp, trên người cũng không có thẻ tín dụng nào. Cầu cứu Cơ Si giúp mình đặt một vé máy bay về nước, còn dặn nhất định phải là vé hạng nhất. Sau khi về nước, Anna lại mếu máo đi tìm Cơ Si. Trên người cô không có xu nào, mọi người đều coi thường cô, mà thẻ ngân hàng mới làm vẫn chưa nhận được, tiền tiêu vặt của bản thân cũng phải chờ đến tháng sau. Anna đã kể rất nhiều lý do trước mặt Cơ Si. Cuối cùng, tỏ ý muốn cô cho mình về nhà cô ở qua đêm. Lần đầu tiên Cơ Si từ chối cô, bởi vì bạn trai của cô ấy cũng đang ở nhà. Nếu Anna ở đó, sẽ rất bất tiện. Anna thấy vậy, liền thất vọng nói câu mình sẽ tự sát. Cơ Si không thể thấy chết không cứu, đã mềm lòng đưa Anna về nhà mình ở qua đêm nay. Rồi bảo bạn trai tạm rời đi trước. Anna ung dung uống một chai nước, chiếm luôn ghế sofa của chủ nhà. Cuối cùng, còn đem chiếc váy ngủ mà Cơ Si thích nhất, ném luôn vào trong thùng rác. Bây giờ nhớ lại tất cả những việc Anna đã làm, Cơ Si có thể miêu tả Anna bằng 4 từ, mặt dày trơ trẽ. Chả trách trong kỳ nghỉ ở Maroc, Anna không hề rời khỏi khách sạn một bước. Bởi vì trong khách sạn, mọi chi phí đều có thể trả bằng thẻ. Nhân viên thu ngân đã tìm kiếm Anna 5 lần 7 lượt, vì thẻ tín dụng mà Anna đã đưa không thể dùng được. Nhưng Anna lại trách nhân viên không biết phép tắc, làm phiền bữa ăn của mình. Thấy không thể thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, Anna mới đồng ý sẽ chuyển khoản ngay. Thực ra, khoản vay $200 triệu của Anna sớm đã tiêu hết sạch sành xanh. Giờ đây lấy đâu ra tiền để trả? 2 ngày sau, một vài tên vệ sĩ đang truy tìm Anna. Bọn họ cũng có một khoản tiền đang chờ cô thanh toán. Người phụ nữ này giả mạo thành người debutant, ăn uống trong một khách sạn sang trọng. Cho dù nhân viên có thúc giục như thế nào, cô vẫn mặt dày không thèm thanh toán. Khách sạn cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, đã cử một vài vệ sĩ cao to tìm đến Anna, yêu cầu cô nhanh chóng thanh toán. Nhưng thái độ của Anna vẫn không hề thay đổi, khẳng định rằng mình đã chuyển tiền rồi, nói vệ sĩ hãy quay về kiểm tra lại. Tuy nhiên, chiến thuật này của Anna không còn có tác dụng nữa. Nếu hôm nay không thanh toán, ai cũng đừng mơ nghĩ tới việc bước ra khỏi đây. Bạn bè của Anna bị bọn họ dọa cho phát sợ, chỉ có thể cầm thẻ của mình ra để thanh toán trước. Lúc này Anna lại giả vờ giả vịt,
nói nhất định tối nay sẽ trả lại đầy đủ, không thiếu đồng nào cho bạn. Sau đó, Anna đưa dây chờ đến khu vườn mà cô hằng mong ước. Vé vào của mỗi người là 500 đô la, cộng thêm nhiếp ảnh gia và vệ sĩ đi theo họ, tổng cộng là 2.000 đô la. Lúc này Anna vẫn dùng chiêu cũ, nói thẻ ngân hàng của mình vẫn chưa được xử lý, chỉ có thể dựa vào dây chờ để trả số tiền này. Nhưng thẻ của dây chờ vẫn còn trong khách sạn. Vì vậy, cô chỉ có thể lấy thẻ của công ty mình ra để thế chấp, đổi lấy thẻ của một người, giúp Anna trả số tiền vé này. Điều này khiến nhiếp ảnh gia bắt đầu nghi ngờ Anna chính là một con cáo già lừa đảo khét tiếng. Anna cũng cảm nhận được sự nghi ngờ của anh ta. Vừa hay cô có nộp đơn vào ngân hàng cho một khoản vay 4.000 đô la đã được chấp nhận, dự kiến sẽ đến vào ngày đầu tiên của tuần sau. Anna vui mừng khôn xiết, dự định tối nay sẽ đi uống 100 chai sâm panh để ăn mừng. Nhưng rất nhanh cô lại biết được các nhà điều tra sẽ đến Đức để xác nhận lại tài sản của cô. Sau khi bố cô nói chuyện rõ ràng với ngân hàng, họ mới có thể phát hành các khoản vay. Bỗng chốc Anna lại cảm thấy thất vọng tràn trề. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, ra ngoài đánh tennis với một chai sâm panh. Thật ra ngọn lửa tức giận, bất lực trong cô sắp bùng lên. Cô làm gì phải là một nhà quý tộc Đức, làm gì có quỹ tín thác khổng lồ nào cơ chứ? Tất cả những cái gọi là người giàu có, cao quý đều chỉ là những lời nói dối do cô tự tạo ra mà thôi. Nhiếp ảnh gia thấy tâm trạng của cô có gì đó sai sai nên đã hỏi cô xảy ra chuyện gì. Anna vẫn tiếp tục nói những lời bịa đặt, nói mình vừa mới nói chuyện với bố. Bố cô quyết định sử dụng quỹ tín thác sớm hơn dự tính để tài trợ cho quỹ của mình. Vì vậy, cô không phải gặp rắc rối lớn nào khi vay tiền. Nhiếp ảnh gia thấy có điều gì đó không ổn với Anna, đã khuyên dây chờ hãy quay về thu dọn hành lý, âm thầm rời khỏi đây. Anna tâm sự với dây chờ về chuyện bố đã cho mình quỹ tín thác, còn nói tối nay muốn order hơn 20 món. Cái gì mà trứng cá tầm, tôm hùm Alaska sẽ gọi hết. Nếu như khách sạn này không có, vậy sẽ đặt nơi khác để người ta ship tới. Cô có thể khoe khoang về bất cứ điều gì, nhưng ngược lại cô lại chỉ có hai bàn tay trắng, cũng không sợ mất đi thứ gì. Nhưng giờ đây ví của dây chờ đã cạn tiền. Dây chờ một lần nữa hỏi Anna, thẻ ngân hàng đã làm xong chưa? Chỉ thấy Anna mắng ngân hàng tới tấp. Sau đó thì không hề thay đổi sắc mặt, nói bố cô sẽ chuyển tiền khách sạn cho cô. Nhưng hiện tại không thể liên lạc được với ông ấy trong vài ngày vì ông đang trên du thuyền. Lúc này dây chờ nhận ra nếu mình không rời đi, Anna sẽ hút cạn máu để giúp cô ta thanh toán hóa đơn. Vì vậy, dây chờ đã giúp Anna chút bỏ bộ mặt giả dối của cô ta. Sau đó, cùng nhiếp ảnh gia rời đi ngay trong đêm. Anna đúng là một con cáo già, đi đến đâu cũng tàn nhẫn rút sạch tiền của người khác. Cô không những đã dùng hết thẻ tín dụng của dây chờ mà còn nhân lúc cô ấy không để ý, đã trộm luôn thẻ công ty của cô ấy. Tổng cộng tất cả các chi phí hết 62.000 đô la. Điều đó lại càng khiến dây chờ tồi tệ hơn vì gia đình cô cũng không phải giàu có gì. Đương nhiên sau đó, Anna lại kể khổ với Casey, nói mình sắp có một chuyến bay trở về Đức. Tiếp đó lại mặt dày, táo tợn ăn nhờ ở đậu ở nhà Casey. Casey không đồng ý, nhưng Anna lại kiên trì đợi ở dưới nhà suốt 5 tiếng đồng hồ. Nhưng lần này Casey đã cứng hơn xưa, chửi Anna té tát. Vì vậy, Anna chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi đó, đi tìm kiếm con mồi khác. Mà bên này, dây chờ vẫn đang đau đầu với số tiền 62.000 đô la. Số tiền này đối với một cô nhân viên quèn như cô mà nói, đó là một gánh nặng mà đến tuổi già, cô cũng không có khả năng chi trả nổi. Dây chờ dục Anna mau trả lại tiền, nhưng Anna lại có muôn vàn lý do. Hôm nay hẹn ngày mai lại hẹn ngày kia. Trong nháy mắt, tài khoản này đã nợ được 3 tháng rồi. Cuối cùng, hôm nay dây chờ cũng chờ được Anna gửi tiền qua email. Cô kích động mở ra xem, lại phát hiện ra Anna chỉ mới gửi cho mình có 5 đô la. Mà công ty cũng đã phát hiện, dây chờ đã dùng tiền của công ty vào việc riêng. Nhắc nhở cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho cuộc điều tra vào tuần tới. Dây chờ lo lắng, bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa. Nhưng gọi điện cho Anna thế nào cũng không liên lạc được. Cô vẫn tin rằng Anna nhất định sẽ trả lại số tiền còn lại. Có điều đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với thế hệ siêu giàu có như Anna thì 62.000 đô la không là gì cả. Đồng nghiệp cảm thấy dây chờ đã hết thuốc chữa, nhấn mạnh với cô rằng đó chỉ là trò lừa đảo, là phạm tội, là sắp được bóc lịch. Nhưng dây chờ không nghe, còn nói giúp Anna, giống như cô đã bị tẩy não vậy. Sau đó, cuối cùng dây chờ cũng gọi được cho Anna. Anna nói mình bây giờ mới đang ăn trưa nên sẽ yêu cầu ngân hàng phát sách sau, còn dặn dò dây chờ hãy đến khách sạn lấy nó. Điều này khiến dây chờ vô cùng vui mừng, cô biết Anna sẽ không quỳ tiền mình mà. Kết quả, sau khi đến khách sạn, cô mới phát hiện bản thân mình lại bị Anna chơi cho một vố rồi. Anna sớm đã rời khỏi đây, còn nợ khách sạn rất nhiều hóa đơn chưa thanh toán. Rất nhiều khách sạn liên kết với nhau, đưa cô ta vào danh sách đen. Cô ta đúng là một kẻ ăn bám hạng sang và giỏi lách luật. Sự việc đi đến bước này, vậy mà dây chờ vẫn còn nói đỡ cho Anna. Sau đó, dây chờ lại tiếp tục chờ đợi đến lúc Anna trả tiền, như một người thần kinh sắp lên cơn và mất trí. Cuối cùng, dây chờ phải nhờ đến một người bạn, muốn họ rủ Anna đi chơi, bởi cô muốn mặt đối mặt để lấy lại số tiền Anna đã mượn. Trên đường đi, Anna tỏ ý chê, ghét bỏ, bởi nhà hàng quá nghèo nàn, không hợp với phong cách của mình. Sau khi nhìn thấy dây chờ, cô có chút hoảng loạn, bối rối. Nhưng vài giây sau,
Anna đã lấy lại tinh thần, ra dáng con gái của gia tộc giàu có, nói chuyện cũng không khách khí, lịch sự. Công việc của tôi rất bận, các cô đang làm lãng phí thời gian vàng bạc của tôi. Anna nhanh chóng kết thúc bữa ăn, còn táo tợn la trách mọi người chuyện bé xé ra to. Đó chỉ là cái cớ để cô ta từ chối trả lại tiền. Một cô bạn không thể chịu đựng được nữa. Cô không thể nói tế nhị nữa, mà đi thẳng trực tiếp vào vấn đề chính với Anna. Nói Anna cũng chỉ là một kẻ lừa đảo không hơn không kém. Khoe mẽ nhiều như vậy, nhưng chẳng bao giờ động tay động chân để chuyển khoản. Đúng thật là đồ bị bợm, chẳng ra gì. Anna nghe vậy liền tức giận. Ở khía cạnh lừa đảo, cô ta có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, nói dối không chớp mắt. Anna nói mình đang xây dựng một tác phẩm nghệ thuật cổ điển có 102. Vì vậy cô không có nhiều thời gian để bọn họ cứ liên tục làm phiền cô thế này. Có biết cô đang phải suy nghĩ, lo lắng cho bao thứ không? Còn nói mình có luật sư và chuyên gia tài chính riêng, họ sẽ cùng cô xây dựng quỹ tài trợ riêng. Ngoài ra, cô còn muốn thuê nguyên một tòa nhà trên đại lộ Bắc. Lúc này, Cersei lấy ra một mẩu tin tức. Ngay cả khi việc sắp bị vạch trần, Anna vẫn khoe khoang về bản thân mình. Nhưng dù thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô là một cô gái giả tạo, dối trá. Anna vẫn thao thao bất tuyệt, nói rằng tòa nhà đó sẽ thuộc về mình. Tuy nhiên, tòa nhà đó sớm đã bị những phú hào thật mua lại, rồi sửa sang thành một viện bảo tàng. Nhìn thấy tin tức chính thức này, Anna vẫn ngoan cố ngụy biện. Cô nói tin tức này là giả, tòa nhà đã thuộc về tôi rồi. Sau đó, cô tức giận ném điện thoại của Cersei đi, trực tiếp khai chiến, mắng chửi mọi người te tua. Quỹ tài trợ của tôi chỉ để lôi kéo những người trong giới thượng lưu, các cô muốn tham gia vào cũng không đủ tư cách. Quả nhiên những con nợ là ông vua bà hoàng. Sau khi nói xong, Anna lấy cớ đi nhà vệ sinh, rồi bỏ đi cùng với chiếc túi hàng hiệu. Dây chờ không còn cách nào khác, chỉ có thể báo cảnh sát. Nhưng Anna không ép cô trả tiền, nên không thể cấu thành bất kỳ hành vi phạm tội nào. Cảnh sát cũng chỉ có thể khuyên cô lần sau hãy tỉnh táo hơn, hãy giao lưu với người bạn nào sống đẹp một chút. Công ty biết chuyện dây chờ tham ô, đã mặc định coi cô là đồng phạm của Anna. Bởi vì khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp ấy là nơi mà cô và Anna đã từng ở. Cô không thể thoát ra khỏi mối quan hệ đó vì số tiền chi tiêu ở khách sạn vẫn chưa được thanh toán. Hiện tại, khách sạn đã gọi cảnh sát bắt Anna lại. Anna tìm được một luật sư, giả vờ làm dáng vẻ rất ấm ức, đau khổ, nói bản thân mình chỉ là bận đi du lịch vòng quanh thế giới nên quên trả tiền mà thôi. Mà quẹt thẻ bị lỗi thì đó hoàn toàn là lỗi của ngân hàng, làm sao có thể cố ý quỵt tiền được cơ chứ. Trước khi thẻ ngân hàng của tôi được sửa xong, tôi sẽ tạm thời ở nhà luật sư vài ngày. Đương nhiên luật sư cũng đâu phải dạng vừa, anh cũng từng gặp qua tất cả loại người, lập tức từ chối cô một cách nhanh gọn lẹ. Cứ như vậy, nữ tiểu thư giả mạo lại phiêu bạt trên đường phố. Một quý cô thường lui tới các câu lạc bộ cao cấp khác nhau, bây giờ lại trở thành người vô gia cư, lưu lạc đầu đường xó chợ. Bây giờ chỉ có thể đứng ngoài cửa nhà hàng, nhìn khách bên trong ăn cơm, uống rượu. Nếu không muốn bụng mình bị đói, cô chỉ có thể nhặt đồ ăn thừa của người khác ăn dở. Anna cố gắng tiếp cận với những người giàu có mà cô đã từng gặp, vẽ cho họ một miếng bánh to, nhân tiện cùng họ ăn bữa ăn gì đó. Nhưng thật xui xẻo lúc này pin lại hết, mà nơi này cũng không có chỗ sạc. Cô đành mặt dày đi đến một khách sạn 5 sao, nhưng các khách sạn đã liên kết với nhau, đưa Anna vào danh sách đen. Mỗi lần đi đến một khách sạn, cô liền bị các nhân viên bảo an đuổi khéo đi. Thái độ mong chờ cô rời đi thể hiện rõ trên khuôn mặt của nhân viên bảo an này. Anna vẫn ra vẻ, tức giận quát mắng, anh dám đuổi tôi đi sao? Anh có biết tôi là ai không? Tôi biết, tôi có bức ảnh của quý cô, đó là lý do tại sao tôi đề nghị cô đến một khách sạn khác để ở. Giá phòng rẻ nhất ở đây là 800 đô la cho một đêm. Nếu muốn vào ở, Anna phải trả trước số tiền đó. Nhưng giờ đây, trên người cô một cắt cũng không có. Có giả bộ làm dáng vẻ tiểu thư quyền quý cũng không ích gì, cô chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Một số thẻ tín dụng điều hiện số âm, nên cô đã quyết định chơi lớn. Lần này, cô trực tiếp giả danh ngân hàng đi lừa đảo. Anna lấy ra một tấm séc mà trước đó cô đã từng đăng ký. Sau đó viết số tiền 15.000 đô la, rồi gửi séc vào ngân hàng. Sau đó, cô lại chạy đến một chi nhánh, lấy số tiền vừa viết bằng tiền mặt, khai thác triệt để sơ hở của ngân hàng. Bây giờ, trong túi của cô chứa rất nhiều sấp tiền mặt. Anna vội mua một vé máy bay, rời khỏi New York, đến với Los Angeles. Tại đây, cô ở trong khách sạn nổi tiếng bậc nhất ở đó, tiếp tục sống trong một cuộc sống xa hoa. Điện thoại không ngừng gửi tin tới nhắn, khiến cô khó chịu, bối rối, liền lấy một chai rượu vang đỏ, cùng thêm vài viên thuốc ngủ, uống nó cùng với nhau. Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Bác sĩ tâm lý sợ cô muốn tự tử, nên đã dịu dàng, ân cần hỏi han cô, khuyên cô hãy lắng nghe trái tim mình, không được uống rượu nữa. Sau đó, lại giới thiệu cô đến trung tâm phục hồi chức năng. Môi trường ở đây cực kỳ tốt, ngoài ra còn có một bể bơi ngoài trời rất sang trọng. Đây là nơi tất cả những người giàu có muốn bỏ hút thuốc hoặc rượu bia, cũng là nơi để giải tỏa căng thẳng. Đây chính là thiên đường nơi hạ giới. Anna đối với những người ở đây rất hòa đồng, liên tục trò chuyện với họ. Nói về quỹ tài trợ riêng của cô, còn kể về những lý tưởng xa vời của mình, cố gắng kêu gọi mọi người đầu tư vào mình. Dây chờ nhìn thấy trạng thái mới nhất của Anna, vô cùng mất bình tĩnh. Bây giờ cô được công ty thẻ tín dụng ưu ái gọi điện cho mỗi ngày. Vậy mà con nợ Anna
lại tận hưởng cuộc sống bên hồ bơi tuyệt vời như vậy. Jeter ngay lập tức gọi cho Anna, tương kế tự kế, muốn hai người họ sẽ quay về làm bạn tốt. Sau đó, cô lại âm thầm xin lệnh bắt giữ Anna lại. Một cô gái 25 tuổi, đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, dựa vào năng lực chém gió, đã thành công ăn được một bữa ăn sang chảnh miễn phí ở Mỹ, còn được ở trong một khách sạn sang trọng, được ngồi trên chiếc máy bay riêng. Giới nghệ thuật, giới bất động sản, giới thời trang, cả những người nổi tiếng trong giới catwalk đều phải vỗ tay tán thưởng cho Anna, bởi cô ta đã trở thành một lịch sử đen tối của xã hội thượng lưu nước Mỹ. Vivian đã tốn mấy tháng trời để có thể phỏng vấn hết nạn nhân, dùng hàng trăm giờ để viết nên câu chuyện của Anna. Tin tức trở thành cơn sốt trên toàn quốc, thậm chí còn được lên cả đài truyền hình quốc tế. Cô ăn mặc thời thượng và tầm nhìn phi thường của Anna, cùng với kinh nghiệm lừa bịp đáng kinh ngạc, bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của người dân cả nước. Không ngờ cũng có ngày này, bởi Anna thật ra chưa bao giờ bước vào tầng lớp thượng lưu, ngay cả khi đeo kính râm đắt tiền cùng với màu son mê hoặc này. Một đám phóng viên tụ tập quanh cổng trại giam để gặp gỡ thiên tài lừa đảo này. Anna đã xem tất cả các bài báo viết về cô ấy, cốt truyện rất đặc sắc. Nhưng cô rất không hài lòng, cô nói mình là một người tử tế, nhưng Vivian lại viết cô như thể cô tự tạo ra tất cả mọi thứ, giống như cô là tên lừa đảo khét tiếng vậy. Vivian đáp bởi vì cô luôn nói dối. Từ trước đến giờ cô không có cái thứ gọi là quỹ tín thác, cũng không thuộc thế hệ giàu có trong một gia đình quý tộc. An gian nói dối, ngay cả ở trong tù rồi, biểu cảm ngông cuồng tự cao tự đại của cô đúng là không ai sánh bằng. Anna khinh thường nói, phóng viên như cô mới chỉ thực hiện các cuộc phỏng vấn trong vài tháng, dành cả hàng trăm giờ mới viết được một bài báo cỏn con. Nhưng cô không hề biết rằng những lời nói này đã đánh trúng tâm lý bất an của Vivian. Cô sợ bản thân mình viết sai sự thật, lẽ nào Anna thật sự không phải kẻ lừa đảo sao? Nếu như cô ấy thực sự là một tiểu thư cao quý thì sao? Với tư cách là một phóng viên, cô phải tìm ra sự thật. Tư liệu cho thấy, bố của Anna chỉ là một kỹ sư bình thường, là người nhập cư từ Nga đến Đức sau cuộc đại cách mạng. Bây giờ là một tài xế xe tải bình thường. Đối với những thông tin này, Vivian có chút không tin. Nếu như bố của Anna thật sự tầm thường như vậy, thì lấy đâu ra tiền để đưa con gái đi du học ở Pháp chứ? Làm sao có thể nuôi dưỡng Anna thành người giàu có thượng lưu như vậy được? Càng huống hồ, gia đình họ còn sống trong một căn biệt thự lớn. Sau khi đến Đức, cô liền đi điều tra. Nhưng khi họ đến biệt thự, mới phát hiện ra rằng đây chỉ là một khu đất bỏ hoang từ lâu. Nghe những người dân trong thị trấn nói, trước đây có một nhà máy hóa chất ở phía sau biệt thự đó. Biệt thự vì bị nhiễm xạ, không ai dám ở. Vì vậy mới được gia đình Anna mua lại với giá rất thấp. Năm 15 tuổi, Anna có một túi lớn tiền mặt, chuyển từ Nga sang Đức để sống cùng bố. Người cha để chào mừng cô đã mở một chai rượu vang trị giá 3.000 euro. Nhưng sau đó, người Nga bị người dân địa phương bài ngoại. Mọi người đều không muốn hợp tác làm ăn cùng người Nga, một tương lai tương sáng không xuất hiện. Từ đó, Anna bắt đầu đọc tạp chí, học tập mọi thứ. Bởi vì cô vẫn tin vào tương lai tươi sáng, giống như những gì trong những quyển tạp chí mà cô đọc. Vì vậy, cô quyết tâm làm bất kỳ điều gì cần thiết để có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại.